Mới mình nói đến chỗ này hả? Ở đây nhá, tức là người ta sẽ chẩn đoán HIV này thì người ta sẽ có hai phương pháp. Tức là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Phương pháp trực tiếp có nghĩa là những các cái kỹ thuật chẩn đoán phát hiện kháng nguyên hoặc sản phẩm của kháng nguyên. Đó. Thì được gọi là để thì là được gọi người ta xếp vào là đấy gọi là những các cái kỹ thuật trực tiếp. Còn cái kỹ thuật gián tiếp là cái kỹ thuật mà người ta sử dụng thông qua cái xét nghiệm gọi là huyết thanh. Đấy. Nói ví dụ nhé, ví dụ trong chuyên này da liễu thì chúng ta có một cái xét nghiệm mà người ta xét nghiệm là tìm tìm cái gãy chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà người ta lại không tìm thấy ở cái tổn thương da ấy, người ta không tìm thấy cái gãy mà người ta lại tìm thấy phân gãy. Đấy. Chứng tỏ có cái ghẻ thì mới có phân ghẻ, thế đấy chứ là người ta có thể người ta tìm đến cái phân ghẻ, người ta đấy cái đấy gọi là sản phẩm của cái ghẻ, thế nên hay gọi là sản phẩm của kháng nguyên. Thì trước khi vào bài này chúng ta sẽ phải làm quen với một số những cái khái niệm, ví dụ như khái niệm về nhiễm mới HIV. Khái niệm nhiễm mới đây là một cái khái niệm mà được Bộ Y tế thông báo năm 2021 đấy. Nhiễm mới HIV là tình trạng nhiễm HIV được xác định sau khi HIV xâm nhập vào cơ thể đến trước 12 tháng hoặc xác định theo các dấu hiệu sinh học quan sát được. Tóm lại tức là người ta nhiễm mới có nghĩa là người ta cái những cái xét nghiệm những cái người ta xác định được là khoảng 12 tháng. Đấy. Còn cái xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV. Còn cái xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV là phương pháp áp dụng các kỹ thuật xét nghiệm HIV để phân biệt một trường hợp đã khẳng định HIV dương tính và nhiễm mới hoặc nhiễm lâu. Thì chúng ta sẽ phải biết một số những cái khái niệm như là nhiễm mới và nhiễm lâu. Đó. Xét nghiệm nhiễm mới HIV. Đó, nhiễm mới nhá, thì người ta sẽ phát hiện bằng cái sinh phẩm nhanh. Đấy, người ta viết tắt là RT-RI. Đấy, R là rapid, T là test, đấy, for recent infection. Đấy là sử dụng những sinh phẩm nhanh để xét nghiệm sàng lọc phát hiện nhiễm mới HIV trong các mẫu đã được khẳng định HIV dương tính. Đây là người ta muốn làm một cái về nhanh, thế là người ta dùng các cái nhanh, các xét nghiệm nhanh người ta dùng như các cái test. Đấy. Còn phương cách xét nghiệm nhiễm mới HIV, đấy người ta viết tắt là RITA, đấy là sự kết hợp kết quả của một hay nhiều xét nghiệm khác nhau hoặc kết hợp kết quả xét nghiệm với các thông tin lâm sàng để phân loại một trường hợp nhiễm HIV là nhiễm mới hay là nhiễm lâu. Đấy. Tức là trường hợp này là người ta đã kết hợp đấy, kết quả xét nghiệm của nhiều xét nghiệm khác nhau để mà người ta gọi là người ta khẳng định đấy. Ồ, thế thì cái sơ đồ mà thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm mới này, cái này có vẻ bị nhỏ quá đúng không? Mờ lắm ạ. Ừ, chưa rồi, thế thì tôi sẽ đọc lại trên đây cho, ở máy tôi vẫn đọc được mà sao lại đấy được nhỉ? Rồi, tôi xem nhá. Ừ. Tức là cái sơ đồ thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV mới này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có từng bước một. Đấy, bước một đây này nhá. Bước một là chúng ta tư vấn trước xét nghiệm HIV và tư vấn xét nghiệm phát hiện nhiễm nhiễm mới HIV. Đấy, đầu tiên là chúng ta bước một là chúng ta phải trường hợp là chúng ta sẽ tư vấn như thế này. Đấy. Còn bên này sẽ là bước 2 đến bước 3, tức là người ta mình tư vấn cho họ là cái xét nghiệm này anh đến là làm xét nghiệm cụ thể một cái bệnh nhân đấy đến một cái bệnh viện là thì sẽ được chúng ta tư vấn trước xét nghiệm là như thế nào đấy và tư vấn xét nghiệm thì nhiễm HIV thì sau đó xét nghiệm xong thì chúng ta thì sẽ thế nào. Thế là cái câu này là câu
Bước đầu tiên mà chúng ta sẽ tiếp xúc với lại bệnh nhân khi người ta đến làm xét nghiệm. Trường hợp có thể xảy ra là âm tính hoặc hoặc là dương tính, chúng ta sẽ phải hướng dẫn với họ như thế nào. Còn sang đến bên này là bước 2, bước 3. Tức là chúng ta khi người ta đến rồi chúng ta phải xem cái thông tin. Đấy. Xem cái thông tin của cái đối tượng này để khi đến làm xét nghiệm thì gồm có lấy mẫu và chúng ta sẽ làm thực hiện một cái xét nghiệm sàng lọc. Đó. Nha. Chúng ta sẽ làm một cái xét nghiệm sàng lọc. Đây, đến đây. Đấy nha. Đến đây là bước bước 2, bước 3 rồi. Nếu trường hợp này âm tính nhé, chúng ta làm xét nghiệm sàng lọc cho mấy trường hợp này âm tính đây, bước bước 4 đây nhá. Tư vấn trả kết quả xét nghiệm HIV âm tính. Cái trường hợp mà trả xét nghiệm HIV âm tính thì bình thường. Thì chúng ta bảo chúng ta có thể trả lời với họ là hiện tại chúng tôi làm cái xét nghiệm này của anh chị. Hiện tại thì là bình thường, nhưng mà chúng ta có thể cẩn thận sau khoảng 1, 2 hoặc 3 tháng chúng ta đến làm lại cái xét nghiệm này. Đấy, trường hợp âm tính nhất thì chúng ta sẽ bảo là chúng ta nên cẩn thận, nó sẽ đi làm lại. Đấy. Còn cái trường hợp bước 5 đây. Đấy. Nhá, tức là trường hợp mà có cái phản ứng. Đấy. Thì chúng ta sẽ lấy khoảng chúng ta sẽ lấy 6 ml máu toàn phần ly tâm, rồi chúng ta lấy kiểu như là huyết tương đây, cho trong cái trường hợp này chúng ta sẽ phải lấy thêm 6 ml đấy, và chúng ta sẽ đựng sang làm hai ống, ống một và cái ống hai đây này. Nhá, bên này là ống một này, bên này ống hai này. Đấy. Thì ở cái ống hai này thì chúng ta lấy một hoặc hai, có như là ml này. Thế còn ống bên này chúng ta có thể lấy từ 1 đến đến điểm là 0,8. Đấy nha. Và để chúng ta tiến hành, chúng ta sẽ làm cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm khẳng định HIV. Ở đây. Nên chúng ta sẽ tiến hành làm khẳng định đây này. Nha. Ở đây chúng ta có thể tiến hành làm khẳng định, còn ở trường hợp này chúng ta sẽ chuyển số lượng như là trường hợp này, nó sẽ phân ra đấy nha, chúng ta sẽ phân ra làm coi như là làm coi như là hai loại. Thế cái trường hợp mà chúng ta mà cái chỗ mà làm khẳng định này nhá, đây này khẳng định này mà âm tính thì đây chúng ta sẽ tư vấn trả cái kết quả theo cái hình thức này. Còn cái trường hợp mà nó dương tính thì chúng ta sẽ tiến hành như thế này. Đấy. Ở đây là trường hợp dương tính này nhé. Đấy. Xét nghiệm trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ xét nghiệm bằng cái gọi là cái RT-RI đây, tức là cái sản phẩm nhanh đây. Đấy. Đấy. Đấy nhá, chúng ta sẽ làm một bằng là bằng cái là bằng xét nghiệm mới bằng cái sinh phẩm nhanh RTRI đây nhá. Xong rồi chúng ta sẽ chuyển cái ống huyết tương số 2 này đến một cái phòng xét nghiệm sinh học phân tử để người ta xem đếm cái tải lượng virus này như thế nào nhá. Đấy. Còn cái trường hợp này đấy, cái trường hợp này này thì nó sẽ có hai khả năng. Đấy. Thì cái bước này là bước này là bước số 8 ấy. Nhá. Đấy, bây giờ 8A này. Nếu mà trường hợp nó nhiễm lâu hơn lớn hơn 10 12 tháng thì chúng ta tư vấn trả kết quả nhiễm HIV dương tính theo kiểu như quy định. Còn cái trường hợp mà nó lại nhỏ hơn, tức là trường hợp mà dưới 12 tháng. Rồi trường hợp này. Nhá. Dưới mà ta chúng ta tư vấn trả kết quả HIV dương tính và bổ sung tăng cường tư vấn. Đấy. Không trả kết quả nhiễm mới. Tiếp theo đây. Nếu như trong cái trường hợp sinh học phân tử này người ta trả lời với mình mà người ta đếm cái tải lượng ở đây mà là lớn hơn 1.000. Đấy, cái copy này trên một ml. Đây chỗ này. Nhá, nếu trường hợp lớn hơn 10. Đấy.
lớn hơn 10 thì chúng ta sẽ trả lời rằng là nhiễm mới dưới 12 tháng. Còn trường hợp này mà lại nhỏ hơn à, mà lại nhỏ hơn 1.000. Cho nên là lớn hơn 1.000 bản copy nhá. Trên 1 ml. Đấy. Còn chỗ đây mà là nhỏ hơn thì là chúng ta thì là nhiễm lớn hơn 12 tháng. Và dưới đây là chúng ta sẽ trả kết quả ở cái bước thứ 9 này. Đấy, bước thứ 9 này trả kết quả cho đơn vị gửi mẫu. Đấy. Chứ chúng ta không trả trực tiếp cho coi như là bệnh nhân nhá. Đấy, chúng ta trả cho cái đơn vị mà gửi mẫu đến cái chỗ trung tâm mà được khẳng định ấy. Đấy. Hoặc là cái chỗ đấy người ta gọi là cái chỗ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Và ở đấy là xong, ở đây thì người ta sẽ cập nhật. Đấy, bước này, bước cuối cùng là bước 10 này. Thì người ta sẽ cập nhật đấy, báo cáo kết quả về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và khu vực, hoặc là báo cáo với Cục Phòng chống AIDS. Ở cái đây thì nó chúng ta sẽ theo dõi xem là đây là người ta gọi là xem về cái sơ đồ thực hiện xét nghiệm mới là của năm 2021, tháng 6 năm 2021 các bạn ạ. Đấy. Bây giờ các cái xét nghiệm mà chúng ta sẽ gặp phải. Thứ nhất là chúng ta sẽ có các cái kỹ thuật xét nghiệm nhanh hay người ta gọi là đơn giản đấy. Thì có các cái xét nghiệm ví dụ như là xét nghiệm về về ngưng kết hạt vi lượng đấy, miễn dịch học hoặc là miễn dịch sắc ký. Thế thì chúng ta đến ở bệnh viện da liễu chúng ta thì cũng có làm những cái test nhanh đấy, người ta xếp vào cái chỗ miễn dịch sắc ký này đấy. Cái thứ hai là người ta có thể chuyển đến làm những các cái kỹ thuật miễn dịch đánh dấu đấy, có thể là ELISA, có thể là hóa phát quang hoặc là điện hóa phát quang. Thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những các cái kỹ thuật mà để người ta áp dụng để mà chẩn đoán HIV. Ví dụ như là cái kỹ thuật sandwich, kỹ thuật gián tiếp, kỹ thuật cạnh tranh, kỹ thuật phát hiện đồng thời kháng nguyên hoặc là kháng thể, hoặc là cái kỹ thuật Western blot, đấy là kỹ thuật cho phép chúng ta xác định kháng thể kháng từng thành phần khác nhau của cái protein virus đấy. Có cái Western blot riêng cho cái HIV1 và cái HIV2. Thế thì cái kỹ thuật Western blot này thì tương lai ở bệnh viện da liễu cũng đang chuẩn bị triển khai. Đấy, cũng đã chuẩn bị máy móc rồi, bây giờ đang chuẩn bị những các cái hóa chất sinh phẩm mà có thể là sẽ tiến hành cái xét nghiệm Western blot này trong cái giai đoạn mới thôi, tới thôi chứ không không chứ là không lâu. Đây là một trong những cái xét nghiệm mà rất là khó. Đấy, rất là khó triển khai. Đấy, đòi hỏi một cái người làm kỹ thuật này phải có cái kỹ thuật là một, phải có cái kinh nghiệm là hai. Đấy. Thế thì ở ở bệnh viện da liễu này chúng tôi có cái cô Hoa, tiến sĩ Hoa là đã học cái kỹ thuật Western blot này ở bên Nhật rồi. Sau này có thể là chuẩn bị cũng sẽ triển khai cái kỹ thuật này. Kỹ thuật này rất là chính xác nhưng mà rất là khó để thực hiện. À, tiếp theo đến thứ tư là chúng ta xét nghiệm về sinh học phân tử. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái nếm tải lượng virus. Đấy, thì chúng ta thì cái nếm tải lượng virus này tôi thấy ở bên chỗ chỗ bệnh viện nhiệt đới trung ương. Đấy, người ta làm cái người ta làm cái xét nghiệm này cũng rất là nhiều. Thì ở đây có nhiều những các kỹ thuật để mà chẩn đoán phát hiện sớm đấy, ví dụ như là đo tải lượng đấy, gồm những các cái kỹ thuật PCR hoặc là kỹ thuật real time PCR hoặc là kỹ thuật live. Tóm lại là chúng ta sẽ có bốn cái kỹ thuật mà để chẩn đoán cái HIV. Đấy, ví dụ như là xét nghiệm về sinh học phân tử này, xét nghiệm về Western blot này, xét nghiệm về ELISA này, xét nghiệm test nhanh. Đấy, chúng ta sẽ có bốn cái loại đấy. Phương pháp xét nghiệm trực tiếp có nghĩa là chúng ta phát hiện trực tiếp
chúng ta thấy cái xét nghiệm trực tiếp thấy cái kháng nguyên hoặc là sản phẩm của kháng nguyên ấy, thì chúng ta có thể phát hiện trực tiếp thấy cái virus đấy. Và trong cái trường hợp này chúng ta là chỉ định phát hiện cái HIV ở trẻ sơ sinh được sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV, thì cái xét nghiệm này rất hay, người ta rất hay có nhiều chỉ định đấy. Ví dụ như mẹ mà nhiễm HIV thì con đẻ ra là người ta sẽ chỉ định ngay cái xét nghiệm là đến với tải lượng virus thì ngay đấy. Hoặc là chúng ta có thể làm cái xét nghiệm kỹ thuật về phát hiện kháng thể nó không rõ ràng thì người ta cũng chỉ định đấy. Hoặc có thể để theo dõi cái tiến triển của bệnh hoặc đánh giá hiệu quả của điều trị cái thuốc kháng virus, hoặc là người ta có thể áp dụng trong cái mục đích nghiên cứu khoa học đấy. Ví dụ như người ta muốn nghiên cứu về một cái loại thuốc để mà điều trị virus, thì thí dụ như người ta trước khi người ta điều trị, người ta đếm cái tải lượng virus đấy xem là bao nhiêu cái copy trên 1 ml máu, sau đó người ta dùng một cái đợt thuốc đấy, để mà chống cái virus này, sau đó người ta lại đếm lại cái tải lượng này, nếu như cái tải lượng virus này nó giảm đi đấy, hoặc là nó đứng im thì chứng tỏ là thuốc đấy có khả năng ức chế được sự phát triển là của virus, thì người ta có thể điều trị dùng cái thuốc đó để mà theo dõi điều trị. Phương pháp xét nghiệm trực tiếp thì có phương pháp nhất là người ta có thể phân lập virus bằng cái nuôi cấy tế bào. Đã nói đến một cái nuôi cấy tế bào là một trong những cái nuôi cấy cực kỳ coi như là phức tạp, đòi hỏi một cái phòng xét nghiệm tương đối hiện đại mới có khả năng thực hiện được những cái phương pháp nuôi cấy tế bào. Đấy. Cái thứ hai là phát hiện các cái axit nucleic của virus hoặc là phát hiện cái DNA. Đấy. Và cái thứ ba là phát hiện cái kháng nguyên P24 là của virus trong máu. Đấy thì ưu điểm là phát hiện trực tiếp một cái kháng nguyên nên phát hiện ra được thì tình trạng nhiễm virus ngay cả khi chưa có đáp ứng kháng thể, tức là phát hiện cái này rất là sớm. Cái nhược điểm của nó là xét nghiệm này thì thực hiện thì rất là khó và bây giờ tốn kém. Đấy, tức là người ta muốn phát hiện ở cái giai đoạn cửa sổ đấy. Tôi nhớ không nhầm là xét nghiệm này ở bên y học lâm sàng cái bệnh viện nhiệt đới ấy. Xét nghiệm này khoảng hơn kiểu 1 triệu đồng đấy. Hình như tôi nhớ là hình như khoảng 1,5 triệu ấy, hay là 1,8 triệu đấy. Nói chung là cũng đắt tiền. Còn phương pháp xét nghiệm gián tiếp ở đây đang nói về những các cái thử nghiệm. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm những các cái xét nghiệm nhanh. Đấy. Ví dụ như là cái quy trình xét nghiệm cái vitamin HIV1 hoặc là HIV2. Đấy. Là một cái phản ứng miễn dịch định tính đọc bằng mắt thường nhằm phát hiện cái kháng thể HIV1 hoặc là HIV2. Cái nguyên lý của nó là một xét nghiệm dựa trên nguyên lý miễn dịch sắc ký để phát hiện cái kháng thể HIV1 hoặc là HIV2. Thì cái này thì ở bệnh viện da liễu chúng ta làm rất là nhiều. Đó. Khi nào các bạn mà đi qua cái phòng xét nghiệm huyết thanh đấy để chẩn đoán HIV, da mai và các bệnh tự miễn ở dưới chỗ tầng 4 ấy, thì các bạn sẽ được quan sát, sẽ được làm đấy. Sẽ làm rất là nhiều những các cái xét nghiệm này. Đợt này cũng do là dịch giã chứ không thì bệnh nhân này đến với lại bệnh viện da liễu rất là đông, do cái dịch giã này thì người ta đến cũng bị hạn chế là do nhiều lý do. Đấy. Lý do thứ nhất là bệnh nhân không thể di chuyển, không thể đi lại được. Đấy. Như cái lý do thứ hai là những cái đối tượng mà nguy cơ thì nó cũng hạn chế hơn, bởi vì người ta cấm tất cả những các cái nhà hàng khách sạn rồi, nó cái lượng bệnh nhân này thì lượng nó cũng đỡ đi. Trong cái trường hợp này thì chúng ta bệnh phẩm của chúng ta là huyết tương hoặc là huyết thanh đấy, nếu chúng ta mà không thực hiện được ngay thì chúng ta cái huyết tương huyết thanh đó chúng ta phải bảo quản ở 2 hoặc 8 độ C
thì cái mẫu xét nghiệm có thể giữ được trong vòng 7 ngày. Đấy. Nếu như chúng ta không bảo quản không đúng phương pháp thì những cái xét nghiệm của chúng ta sẽ trở thành không chính xác. Đấy, chúng ta có thể bảo quản ở cái nhiệt độ âm 20 độ C. Nếu như chúng ta mà không 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 làm ngay được ấy, thì chúng ta phải coi như là nếu chúng ta không thực hiện được trong vòng 7 ngày mà trong vòng thời gian lâu ấy, thì chúng ta phải bảo quản nhiệt độ này nó thấp hơn, nhiệt độ âm 20 độ C. Thứ hai là chúng ta sẽ thử nghiệm về ngưng kết hạt Seroidia. Nguyên lý là những cái hạt gelatin được gắn với các cái thành phần của kháng nguyên của cái virus HIV sẽ tạo ra cái ngưng kết khi trong cái huyết thanh hoặc là huyết tương của bệnh nhân có cái kháng thể kháng HIV. Đấy là nói về cái thử nghiệm ngưng kết hạt Seroidia. Bây giờ chúng ta đến một cái kỹ thuật nữa là cái kỹ thuật về ELISA. Đó. Đây là tôi nói về 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 như lúc trước tôi đã giới thiệu những cái như là cái kỹ thuật ELISA thì có rất là nhiều những cái kỹ thuật ELISA. Đấy, ví dụ như sandwich, ví dụ như cạnh tranh, ví dụ như là vừa rồi tôi đã giới thiệu, nó gồm có 5-6 loại. Nhưng tất cả bọn nó cả cái bọn ELISA này tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho với lại các bạn, nó có một cái chung để người ta thực hiện, tức là có một cái quy trình chung. Đó. Là các thử nghiệm nhanh có cái độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau. Đấy, phối hợp các kỹ thuật khác nhau trong những các cái phương cách xét nghiệm phải tuân theo nguyên tắc thử nghiệm đầu tiên có độ nhạy cao. Đấy, các thử nghiệm tiếp theo có cái nguyên lý hoặc cách chuẩn bị kháng nguyên khác nhau có cái nồng độ đặc hiệu cao hơn. Như thế có nghĩa là kiểu thế nào? Có nghĩa là chúng ta đang làm một cái kỹ thuật rồi mà chúng ta muốn kiểm tra xem là nó có tốt hơn không thì chúng ta thử nghiệm một cái thử nghiệm thứ hai phải tuân thủ. Đấy. Cái tuân thủ là thứ nhất là phải có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn cái kỹ thuật ban đầu. Và phải có cái nguyên lý nó khác với cái cách chuẩn bị kháng nguyên. Đấy. Ban đầu. Đây là cái thử nghiệm miễn dịch Hatman, đấy ELISA, hay là ELISA gián tiếp hoặc là ELISA sandwich hoặc là ELISA cạnh tranh. Thì những cái ELISA này nó sẽ có một cái quy trình chung. Rồi. Ra cái quy trình chung như thế này. Ở tất cả những các cái đáy giếng ấy, người ta sẽ chia ra làm hai loại, một loại ELISA phát hiện kháng nguyên hay là một ELISA phát hiện kháng thể. Đấy nhá. Thì người ta sẽ phải gắn ở dưới cái đáy giếng ấy cái kháng nguyên hoặc là cái kháng thể. Nếu như phát hiện kháng nguyên thì chúng ta ở đáy giếng phải gắn kháng thể. Còn nếu chúng ta phát hiện kháng thể thì ở dưới đáy giếng phải gắn cái kháng nguyên. Cái phần này thì do cái nhà nhà người ta cung cấp, người ta sản xuất sinh phẩm, người ta đã làm rồi. Đấy, nói đến cái giếng mà cái một cái một cái một cái phiến ấy, cái phiến nhựa ấy, nó có sẽ có 96 cái giếng. Đấy, như các bạn nào mà đã làm hoặc các bạn quan sát rồi thì các bạn sẽ thấy là cái đấy người ta sẽ gắn vào cái phiến nhựa đấy. Đấy. Thế thì cái phần gắn này do cái nhà cung cấp họ làm. Đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ cho kháng nguyên hoặc là kháng thể kết hợp với nhau. Khi chúng ta cho vào đấy rồi chúng ta sẽ phải ủ ấm một cái thời gian tùy theo từng cái hãng sinh phẩm người ta bảo với chúng ta là phải để thời gian bao lâu. Đấy. Sau đó đủ thời gian rồi chúng ta mang ra chúng ta rửa để loại bỏ cái kháng nguyên hoặc là kháng kháng thể thừa. Đấy, chúng ta rửa xong rồi chúng ta vỗ cái như là cái phiến nhựa này lên cái giấy cho nó hết cái nước đi. Đấy. Cho nó không bị dính nhiều nước để tí nữa chúng ta cho những các cái phức hợp vào nó sẽ bị
làm giảm cái nồng độ đi. Đấy. Sau khi chúng ta rửa cái kháng rửa loại bỏ cái kháng nguyên hoặc là cái kháng thể thừa, thì chúng ta cho một cái phức hợp khác, người ta gọi là cái những cái phức hợp conjugate. Bản chất của cái conjugate này là một enzyme. Đấy. Để cho chúng nó gắn chặt coi như là với nhau. Đấy, ví dụ như kháng nguyên với kháng thể nó sẽ gắn chặt với nhau. Sau đó chúng ta ủ ấm. Xong đó chúng ta lại rửa. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ cho cái cơ chất vào. Đấy, và chúng ta để cái cơ chất này ở cái buồng tối dưới cái xúc tác của một cái hydrogen. Đấy, peroxide. Cái dung dịch này sẽ chuyển màu xanh và chúng ta dừng cái phản ứng này bằng một cái axit. Đấy. Xong đó cái dung dịch nó sẽ chuyển thành màu vàng. Đấy, xong đó chúng ta mang cái phiến này chúng ta đọc ở cái máy đọc ELISA. Đấy, để xem chúng ta người ta sẽ đo cái OD xem nó là bao nhiêu, xong từ đó chúng ta sẽ phiên giải cái kết quả này. Đấy, đấy là cái quy trình của nó, chỉ có thế thôi. Chung cho tất cả những cái thằng ELISA. Đấy, sau khi người ta đo cái OD xong rồi thì người ta sẽ tính toán và đánh giá cái kết quả. Đấy. Thì người ta sẽ tính cái giá trị trung bình của chứng âm và tính giá trị trung bình của chứng dương. Sau đó người ta sẽ tính cái giá trị ngưỡng. Đấy, người ta gọi là cutoff. Thì khi mà chúng ta sẽ nhìn vào những cái giá trị đấy rồi, chúng ta sẽ biện luận cái kết quả đó xem là cái giá trị của nó là âm hay dương, và âm như thế nào, âm dương tính cao hay là có cái nồng độ kháng thể cao hay là có nồng độ kháng đó. Cái nhiệm vụ là của các bạn là các bạn sẽ làm không cứ như cái thằng HIV, người ta có thể làm ELISA để chẩn đoán cho nhiều những các cái tác nhân vi sinh vật khác. Đó. Ví dụ như là chúng ta có thể làm về 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 giang mai, đấy, về viêm gan, đấy. Nhưng mà cái thằng chlamydia trachomatis nhá, thì chúng ta lại không làm bằng cái ELISA mà phát hiện kháng thể trong một trường hợp đấy. Bây giờ chúng ta đến cái phần phân tích biện luận kết quả xét nghiệm HIV. Cái kết quả xét nghiệm phát hiện nhiễm mới bằng sinh phẩm nhanh. Đấy, như là cái dụng nên chúng ta đã đọc đây là cái RT-RI này. Đấy, là kết quả sàng lọc tình trạng nhiễm mới HIV ban đầu. Đấy. Cái thứ hai là để kết luận một trường hợp nhiễm mới HIV cần sử dụng những phương cách xét nghiệm kết hợp. Kết quả xét nghiệm nhiễm mới HIV bằng sinh phẩm xét nghiệm nhanh với kết quả xét nghiệm đếm tải lượng HIV hay còn gọi là phương cách xét nghiệm RITA, đồng thời khẳng định đối tượng chưa từng điều trị ARV có thể phân tích và biện luận kết quả như sau. Đây, đối với kết quả xét nghiệm nhiễm mới HIV với sinh phẩm nhanh và kết quả xét nghiệm tại đếm tải lượng ấy là HIV lớn hơn 1.000 cái bản sao trên 1 ml, thì ghi nhận là đối tượng nhiễm mới hay còn gọi là nhiễm mới HIV. Còn cái đối tượng mà chúng ta đếm tải lượng nhỏ hơn 1.000, đấy, bản sao thì ghi nhận đối tượng nhiễm HIV lâu hay còn gọi là nhiễm lâu. Cái này tôi vừa mới giải thích với lại coi như là giải thích với lại các bạn rồi. Đó. Về cái tài liệu tham khảo về cái bài giảng này thì chúng ta sẽ có một số các cái tài liệu đây. Tôi đã hướng dẫn với các bạn là hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV, là
là cái tài liệu của cái năm 2018, nhưng mà hôm qua tôi xem cái tài liệu lại còn có cái tài liệu mà tôi vừa mới đưa ra cho các bạn mấy cái bảng biểu đấy thì lại của tháng 6 năm 2021. Để các bạn có thể xem các cái hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm HIV đấy, về biết luận. Quyển thứ hai là các bạn có thể xem cái quyển kỹ thuật vi sinh y học đấy, và những các cái tài liệu tiếp theo thì coi như các bạn xem đấy. Đây là một số những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ gặp trong cái phòng xét nghiệm đối với từng cái kỹ thuật một. Đây là ở cái kỹ thuật ELISA đấy nhá. Thì đây các bạn xem ở bên đây đấy nhá, cái đây là cái máy rửa đây đấy, máy rửa đây. Máy rửa nó có nhiều dạng lắm các bạn. Có máy rửa trông rất đẹp, có máy rửa trông rất là đơn giản. Đấy, đây là cái máy rửa. Đây là một cả một cái bộ đây. Đấy. Đây nhá, cái đầu tiên là chúng ta sẽ rửa này. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ ủ, có mấy cái máy ủ đây và có cái máy đọc đây. Đấy, đây là cả một cái bộ dàn đây. Đấy, xong đó chúng ta máy đọc ra, chúng ta chỉ việc máy vi tính ở bên này, chúng ta sẽ ghi biện luận kết quả bên này. Đấy. Đây máy rửa đây, chúng ta sau khi chúng ta làm xong như thế này, nó sẽ có những cái ô màu vàng, những cái ô màu xanh như thế này đấy. Những các cái ô màu vàng này là những cái ô dương tính, tức là nó sẽ có những các cái mật độ OD của nó mà chúng ta sẽ có thể đọc được. Những cái ô màu xanh thì nó thì không. Đây là cái máy rửa đây đấy. Đấy, đây là cái bộ, cũng là một cái bộ dàn đấy, một cái bộ dàn bán tự động là toàn bộ bài mà tôi đã trang bị với lại các bạn. Chủ yếu là các bạn có một cái kết quả trong tay thì các bạn phải biết cách đọc và biện luận cái kết quả này như thế nào, đặc biệt là các đối tượng mà tôi hướng dẫn lại các bạn hôm nay, các bạn là đối tượng sau đại học. Về phần này các bạn có hỏi những các cái câu hỏi gì không? Tôi dành cho khoảng khoảng 15-20 phút các bạn sẽ trao đổi. Chủ yếu là coi như chúng ta trao đổi. Em tôi thấy cho em hỏi một tí. Rồi em hỏi đi. Vâng. Mình làm cái xét nghiệm để xác định là bệnh nhân nhiễm mới hay nhiễm lâu để làm gì ạ? Nó có liên quan đến điều trị không thầy? Nó có liên quan chứ, nó cũng sẽ liên quan, là bởi vì là nếu như người ta mà đếm cái tải lượng, người ta đếm hôm nay đấy, người ta đếm hôm nay mà cái số lượng đấy mà nó ít, nói ví dụ như là nó đếm hôm nay mà chỉ có dưới 1.000 cái bản sao, thì người ta có thể để khoảng 1 đến 3 tháng sau người ta lại làm tiếp một cái xét nghiệm, mà nếu như thấy cái số lượng này nó lại tăng lên đấy, nó tăng lên nhá, thì là người ta sẽ nghĩ rằng là đấy là cái nhiễm mới. Sau đó người ta để sau một thời gian 1 đến 3 tháng sau người ta làm xét nghiệm lại mà lại thấy cái này nó vẫn thế đấy, thì người ta cũng sẽ có cái hướng là sẽ điều trị để người ta sẽ theo dõi cái điều trị thôi. Ý em nói là cái bệnh nhân mà nhiễm mới so với bệnh nhân mà nhiễm lâu rồi thì cái phác đồ điều trị nó có khác nhau không? Cái phần phác đồ điều trị này thì lại để dành cho một cái bài, là cái bài đây là bài bài là bài về xét nghiệm, còn cái bài về điều trị thì nó lại thuộc về một cái bài khác. Dạ vâng ạ, vâng, em cảm ơn thầy.
Các bạn sẽ đọc thêm một cái quyết định nhé, cái quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phát hiện HIV ngày 9 tháng 6 năm 2021. Số 2834. Số 2834 QĐ gạch ngang Bộ Y tế ngày 9 tháng 6 năm 2021. Đấy, sẽ ban hành về cái hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV, nhiễm mới HIV và sử dụng số liệu xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV trong phòng chống AIDS. Các bạn có ghi được không? Xem thêm một cái tài liệu rất là mới nhá. Vâng, thế thì đọc lại giúp con em ạ. Số 2834 gạch ngang cái này QĐ gạch ngang BIT, tức là Bộ Y tế đấy, ngày 9 tháng 6 năm 2021 quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV. Vâng, em cảm thấy ở nước mình thì cái cơ sở điều trị về cái HIV/AIDS thì nó ít, vì cái số người của mình nó ít, chứ bên Thái Lan ấy bị nhiều, đâm ra người ta có hẳn một cái bệnh viện AIDS, bệnh viện nhiều bệnh nhân lắm. Năm 2008 tôi có sang bên đấy, bên 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 Thái, theo một cái lớp quản lý về cái bệnh nhân bệnh lây truyền qua đường tình dục, thì vào đấy người ta quản lý cái bệnh nhân AIDS thì nhiều lắm, bệnh nhân AIDS thì rất là nhiều. Đấy, đâm ra người ta phải có những các cái chính sách nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy. Nó quy hoạch thành coi như một nơi rất là đông bệnh nhân. Ở bên ấy có rất là nhiều những các cái y tá, bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư, người ta đến đấy người ta làm từ thiện ở cái bệnh viện đấy rất là đông. Đấy, người ta đến rồi người ta làm chẩn đoán điều trị rồi chăm sóc. Em thưa thầy, bài này mà thi thì tập trung vào phần nào ạ thầy? Bài này tập trung vào 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 cái phần mục tiêu ấy. Đây, mục tiêu đây. Đấy. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Đấy, mình có thể là kể tên các cái kỹ thuật, khi mà có nếu mà có một câu người ta hỏi là anh chị hãy kể tên các cái kỹ thuật chẩn đoán HIV, thì mình phải kể cái tên đấy và mình phải nói ưu nhược điểm của cái kỹ thuật đấy. Ví dụ như là mình kể về cái xét nghiệm về 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 sắc ký chẳng hạn, về test nhanh chẳng hạn đấy, về những các cái ngưng kết hạt chẳng hạn đấy, thì mình sẽ nói là cái xét nghiệm này thì nó tiện lợi là rất là nhanh, thực hiện dễ dàng, nhưng mà cái độ nhạy và độ đặc hiệu của nó sẽ bị hạn chế. Đấy. Nó có thể là mình tập huấn cho mọi người ấy là có thể triển khai ngay là ở với cộng đồng dễ dàng. Đấy, nhưng mà
nhưng mà cái độ chính xác của nó thì lại không được, coi như là coi như tốt lắm. À, nghe cảm ơn thầy ạ. Chủ yếu là các em phải biết biết đọc và biết luận cái kết quả khi người ta đưa cho mình. Đấy. Thí dụ như là một cái người chúng ta làm ở đấy, nội chú là nội chú nội, nội chú da liễu hay là nội chú nào đấy anh em ơi? Alo. Các em là chuyên một, chuyên hai thầy ạ. Thế chuyên một chuyên hai thì được được rồi. Chuyên một chuyên hai da liễu hay là chuyên hai khác? Chuyên hai da liễu thầy ạ. Chuyên hai da liễu thì tốt rồi. Vâng. Ở đây có các bạn tai răng hàm mặt hoặc là tai mũi họng không? Dạ không, da liễu thầy ạ. À, đối tượng hôm nay là tất cả là da liễu nhỉ? Vâng ạ. À, Vâng ạ. thì, ờ như thế thì lại càng dễ hơn. Tôi tưởng có mấy người ở bên chỗ răng hàm mặt hay là tai mũi họng để tôi hỏi. Xem các bạn khi các bạn làm xét nghiệm mà đến mà ông nhổ răng mà các bạn mà lại cho làm một cái xét nghiệm về HIV nó dương tính thì coi như các bạn sẽ xử lý như nào? Các bạn thì không cần phải 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 học cái phần là mình kể, tức là mình phải lấy máu như thế nào, nhỏ bao nhiêu giọt thì chắc là không, đúng không? Cái phần này là phần kỹ thuật để cho phần ở nhân viên ở phòng xét nghiệm họ làm. Còn các bạn sau đại học thì các bạn là phải cầm cái kết quả lên là các bạn phải biết là người kia làm đúng hay là làm sai. Còn mấy bài nữa thì là chúng mình sẽ học vào mỗi tuần một buổi hay là như thế nào hả các em? Alo. Đường truyền lại bị làm sao à? Các bạn còn còn câu hỏi gì không? Alo. Không ạ. Thế không còn câu hỏi gì thì thôi mình dừng cái bài này ở đây nhé. Chứ còn cái còn hai cái bài nữa thì học trong tuần này hay là mỗi tuần học học một bài. Để các em xem lại cái lịch cho thầy nhá. Dạ. Ok. Thế thôi mình dừng cái bài ở đây nhé. Chúc tất cả mọi người mạnh khỏe và coi như là chuẩn bị thi cử đạt được điểm cao nhá. Dạ, thầy cứ thấy ra liễu là thầy cho điểm nới nới một tí thế ạ. Nhất trí À, cái cảm ơn thầy. hạn em cảm ơn thầy ạ. nhất trí là nhất là cái giai đoạn dịch dã như này học hành cũng khó Dạ, khăn. em chào thầy ạ. Rồi chào chào tất cả mọi các em nhé. Rồi. Dạ, em chào thầy ạ. Còn bài gì không các anh ơi? Alo. Xếp lịch đi.
Em có biết đâu, em có biết là theo này là lịch cả chuyên 1, chuyên 2 nên là có buổi là dạy cho hai đấy, chuyên 1 đấy. Không biết.